Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Thì hôm nay thì vào một cái đợt cuối năm thì có rất nhiều các cái chương trình lễ hội cũng như là mổ lợn ở Việt Nam, nhưng mà mình xin chia sẻ các bạn ở bên Lào thì đợt này thì mọi mình cứ ăn Tết vào thời gian này các bạn nhé. Và mình sẽ ăn Tết vào cái khoảng tháng 4 này. Mình là theo lịch của Phật chứ không phải theo lịch âm, cũng không theo lịch dương. Đấy, thì hôm nay thì mình có làm một cái đoạn clip của một người bạn mời mình, một người bạn cũng ở Lào thôi nhưng mà có bố mẹ Việt Nam nên là họ cũng vẫn bổ lợn ăn Tết như các bạn Việt Nam vậy. Thì hôm nay mình thấy có một cái món khá là hay, khá là ngon thì mình muốn chia sẻ các bạn biết xem là cái cách mà mọi người thường làm một cái món ốc lợn, ốc heo như thế nào cho nó ngon. Thì đây, như mình khi mình đã nghĩ là ý định quay thì anh đã làm được ra đây rồi. Thì đấy, đầu tiên thì các bạn cũng cứ lọc hết cái ốc heo ra, sau đó thì băm cho nó nhuyễn, cho nó mềm ra. Rồi thì đây là hành hoa nhé các bạn nhé, các bạn cũng xái nhỏ cho nó băm nhỏ hết tất cả. Và tất nhiên không thể thiếu ớt nha các bạn nhé, ớt, nhiều ớt một chút. Nhưng mà nếu mà cho trẻ con ăn thì các bạn cho một ít ớt thôi nha. Trẻ con ở Lào thì quen ăn ớt rồi thì không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam các bạn học theo cách làm ốc heo như thế này thì các bạn cho một ít ớt thôi. Đấy, thì hôm nay bạn cũng mổ hai con heo khá là to thì để mời cả bọn mình đến ăn Tết đó mà, nên là khá là đông người. Thì mình không biết là các bạn đã được ăn cái cách làm ốc như thế này chưa, nhưng mà hôm trước mình về một người bạn ở Quan Sơn Thanh Hóa thì họ cũng làm tương tự như thế này. Đấy, thì ở bên mình cũng vậy thôi, thì mọi người cũng ốc băm cho kỹ rồi thì cả hành và ớt các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho thêm một ít muối nữa và có thể là băm thêm một ít các cái thịt vụn này. Đấy, và thì món này thì chắc là các bạn cũng đã được ăn rồi, món này khá là mềm mà cũng khá là bổ dưỡng các bạn ạ, nhiều dinh dưỡng. Thì cái này thì trẻ con hay là người lớn ăn đều được. Cái này hầu như trẻ con rất là thích ăn vì nó rất là mềm. Nó mềm mà ăn thì cơ bản là nó cũng dễ ăn ấy, nên là mình thấy mọi người hầu như cũng rất là thích. Còn hầu như bọn mình mà nhậu thì mình cũng không ăn món này. Mình món này thật ra đúng là gọi là kiểu món trẻ con, nên là nếu mà mình có ăn thì thường là sẽ cho nhiều nhiều ớt một chút, và thông thường ở đấy thì sẽ băm thêm một ít thịt vụn ấy. Đấy, hoặc là hai cái mắt. Đấy, là hai cái mắt đấy. Thì sẽ băm thêm vào thì cái thịt mỡ đấy nó sẽ làm cho đồ nó ngậy hơn. Thì cái này xong đó thì mình sẽ dùng lá dong để mình cuộn lại và buộc lại và cho vào cái nồi nước luộc thịt đấy các bạn. Đây thì mình sẽ luộc cùng với cái đấy. Cái này thì nhanh thôi, chắc mình được khoảng 10 phút là chín, nhưng mà cũng phải tùy các cái thứ các bạn cho vào nữa các bạn. Nếu các bạn cho vào nhiều thì nó cho vào nhiều các cái thịt vụn thì phải nấu kỹ một chút để đảm bảo nó được chín. Nhìn cái mắt cũng hơi khiếp các bạn nhỉ. Cái này là về sau, cái đoạn về sau này là mình nhờ một cậu em cậu ấy quay. Cậu này thì chưa kỹ thuật quay lắm thì cậu ấy cứ zoom lên zoom xuống, zoom ra zoom vào, nên là có gì các bạn thông cảm một chút vì là nó không được mượt mà cho lắm. Thì ở bên mình thì hầu như chủ yếu cũng có một số món như các bạn đã thấy thôi, thì cũng là pịa này. Rồi thì đối với heo thì không làm pịa các bạn nha, heo thì chỉ ăn thịt thôi. Còn những cái loại nào mà làm được pịa thì mình cũng đã làm tương đối nhiều rồi. Pịa thì các bạn chú ý là chỉ có động vật ăn cỏ mới làm được pịa các bạn nha.
kiểu trâu bò ngựa làm bịa được, chứ còn một số bạn mà bảo làm bịa chó thì mình chưa gặp bao giờ. Mà có lẽ các bạn ấy đưa ra chủ đề theo kiểu là để kéo view thôi, chứ còn mình thấy cái đấy nó không đúng. Mấy hôm về uống nhiều rượu quá các bạn ạ, hầu như là giọng rất là kém. Đây là rong, này là rong để mọi người chuẩn bị vào bánh chưng Tết đấy các bạn. Thì hôm nay mình cũng lấy một ít để vừa làm thịt lợn này, vừa là để làm gói bánh chưng Tết, mà cũng vừa là để làm ốc. Mình lấy ra mấy cái để bọc ốc thôi. Thì hôm nay cơ bản là cũng muộn rồi ấy, nên là ngày hôm nay thì cũng để vừa cho nó kịp để ăn Tết các bạn ạ. Hôm nay thì đã là 29 rồi. Mình định ở Việt Nam đi ăn Tết, nhưng mà cuối cùng cơ bản là cũng đi chơi nhiều quá rồi nên mình không muốn đi chơi nữa. Mình mới quay trở về mà quay về Việt Nam cũng có nhiều người mình mời ăn Tết, nhưng mà thôi mình quay trở về Lào. Mình về Lào ở bên này cũng có các bạn Việt Nam nữa, ở định cư ở bên Lào, thì mình cũng được ăn Tết của Việt Nam tại Lào thì cũng khá là thú vị rồi, chứ cũng không nhất thiết là phải ở bên Việt Nam. Kể ra thì nếu mà mình ở Việt Nam thì mình muốn đi khu vực Tây Bắc một chút, vì Tây Bắc mình thấy có nhiều nét giống như ở quê mình. Thứ hai nữa là mình thấy là như vậy thì khu vực mình nhận thấy là khu vực Tây Bắc này, khu vực phía Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An, khu vực có nhiều người Thái sinh sống ấy, thì có những nét văn hóa rất là tương đồng với cả dân tộc ở bên Lào. Thì từ văn hóa, từ ẩm thực cho đến các cái thứ, nhiều thứ khá là giống nhau. Thì hôm nay là chia sẻ thêm với cả các bạn một cái món ăn này. Bây giờ thì sẽ cho vào cái nồi nước luộc, có thể là luộc thịt hoặc là luộc lòng gì đấy thì đều cho cái này vào được, thì chỉ một lúc mà nó chín thôi. Đấy thì hôm nay thì cái nội dung cái này thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Về cơ bản cái ốc này thì nó cũng không có nhiều cái nét đặc sắc lắm, nhưng mà để khá là để cho các bạn biết và trải nghiệm thêm một cái cách làm ốc mới, thay vì bình thường mình thấy mọi người chỉ có bóc cái ốc ra sau đó là bọc lại, thì như vậy ăn nó rất là nhạt và nó không có vị. Đấy thì chia sẻ với các bạn một cái cách khác để ăn cái ốc này nó ngon hơn. Thì hôm nay thì clip của mình nó cũng chỉ ngắn ngắn như vậy thôi. Thì do là cái lúc về sau ấy, thì cái này thì cho trẻ con ăn ấy, nên là mình không quay được cái đoạn về sau cho trẻ con ăn, thì là nó lúc đấy là mình cũng đi vào một uống rượu rồi nên là không quay được cái đoạn cho trẻ con ăn. Về sau thì say rồi. Đấy, ngồi bên kia nồi bịa đấy các bạn ạ. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhá. Các bạn đừng quên dành cho mình một trái tim, một đăng ký ở trên YouTube hoặc là cái like ở trên Facebook. Thì đây là kênh của mình, Món Ăn Thực Vật Lào này, thì các bạn có thể vào đấy để đăng ký và bấm chuông để nhận được clip mới của mình. Rồi cảm ơn các bạn nha, chúc bạn ăn Tết vui vẻ.